anh số phone tao bán hàng đấy. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người chiếc Mac Mixtech Platinum này. Chiếc new Mac này là mình nhớ lại đợt mình mới bắt đầu thích về âm nhạc và đã mua một chiếc Mixtech. Nhưng mà đến từ năm 2013 đến bây giờ, chiếc Mixtech được nâng cấp lên như thế này mình rất là thấy hay. Đầu tiên mình thấy cái mâm này nó hiển thị tempo này, với cả thời gian còn lại của một bài nhạc, rất là hữu dụng cho lúc chúng ta mixing giữa deck 1 và deck 2, và nhìn thời gian còn lại và tempo. Và cái thứ hai đó là thanh tempo này đã được nâng cấp rất dài, có thể chuyển từ tempo 120, 128 lên 140 rất bình thường, thoải mái luôn. Nên ngày thứ ba là hot kill thì trước mic check out cũng có rồi, đủ cả bốn cái thao hồ mà nhảy luôn. Đến điểm thứ tư là cái FX. FX này là mới hơn, nó sẽ có cảm ứng. Nên lát nữa mình sẽ demo về cái FX này. Và cái tiếp theo là cái filter. Filter này trên các cái bàn mixer chuyên nghiệp và đều có cả trên con New Mac, Mixtech, Platinum này, đấy rất là đầy đủ đối với những người mới bắt đầu. Fader là thật tay, nó có độ nặng và cảm giác mình không bị giống đồ chơi đấy, mình thấy cá nhân thấy điều đấy. Fader dành cho scratching. Các nút bạn cũng nó rất là nặng tay, nó không bị kiểu bị đồ chơi như là con núi mại, con Mixtech đầu tiên mình mua. Và chúng ta có jack headphone, có cả chân 6 ly và chân 3.5 là mic nữa. Và sao cạc của cái này rất là đầy đủ. Thôi để cảm ơn các bạn, nhớ subscribe.